trong triển lãm ô tô Quảng Đông Hồng Kông Ma Cao 2022 hiện đang diễn ra tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, hãng Lip Moto đã chính thức mang mẫu xe đen thuần điện C01 đến trưng bày và giới thiệu lần đầu tiên. Cũng trong sự kiện này, hãng Lip Moto đã hé lộ việc C01 được hơn 45.000 khách hàng Trung Quốc đặt mua. Sở dĩ Lip Moto C01 bán chạy như tôm tươi là vì xe có giá bán khá hấp dẫn, giao động từ 630 đến 945 triệu. Đặc biệt xe còn được áp dụng chính sách bảo hành trọn đời dành cho chủ sở hữu đầu tiên. Thuộc phân khúc xe đen hạng trung, Leap Moto C01 sở hữu chiều dài 5050mm, chiều rộng 1902mm, chiều cao 1509mm và chiều dài cơ sở 2930mm. Ngoài ra, xe còn thể tích khoang hành lý 496 lít. Bên ngoài được thiết kế mượt mà và có hệ số lực cản không khí khá thấp. Có được điều đó là nhờ cửa không khung, tay nắm cửa nằm chìm vào thân xe, nóc dốc về phía sau theo phong cách xe Cooper, và bộ vành 19 in khí động lực học. Bên trong là không gian nội thất được thiết kế theo xu hướng chung của những mẫu ô tô điện Trung Quốc hiện nay. Xe được trang bị 3 màn hình nằm độc lập trên mặt táp lô, bao gồm màn hình LCD 10.25 in của bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 12.8 in và màn hình 10.25 in dành cho hành khách ngồi trên ghế phụ lái theo hãng người dùng có thể sử dụng hơn 40 ứng dụng đã được cài đặt sẵn trên xe. Bên cạnh đó là tính năng ra lệnh bằng giọng nói kết hợp giữa micro chất lượng cao và khả năng nhận giọng nói tự nhiên. Không chỉ công nghệ cao, nội thất xe còn sang trọng với ghế bọc da Napa, có đủ tính năng sưởi, làm mát và mát xa. Vô lăng hai chấu và hệ thống âm thanh 12 loa với ampli 8 kênh cũng là điểm nhấn bên trong xe. Chưa hết, xe còn có gói công nghệ an toàn chủ động Pilot, và hệ thống lái bán tự động cấp độ 2 nhờ một camera hai mắt, một radar sóng mm phía trước, 4 radar sóng mm khác, 12 radar sóng siêu âm, 4 camera quanh xe, camera cập lề cũng như một camera quay về phía trước. Tại thị trường Trung Quốc, Leap C01 được chia thành 5 phiên bản. Trong khi đó, hai phiên bản Pro Performance và Pro High Performance dùng hai motor điện, với công suất tổng cộng 400 kW khoảng 536 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 720 Nm. Nhờ đó xe có thể chạy được khoảng đường 630 km. Phạm vi di chuyển sẽ thay đổi theo phiên bản. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn có thể chạy được 500 km sau khi sạc đầy pin. Con số tương ứng của phiên bản Long Battery Life là 606 km và Ultra Long Battery Life là 717 km. Dự kiến Leap Moto C01 sẽ chính thức được giao cho khách hàng vào quý 3 năm nay. Đây là mẫu xe thứ hai của thương hiệu sau C11. Trong tháng 4 vừa qua, Leap Moto đã bán được tổng cộng 9.087 chiếc xe cho khách hàng Trung Quốc, tăng 200% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là một tín hiệu cho thấy thành công bước đầu của thương hiệu xe Trung Quốc mới thành lập vào năm 2015 này. Xe cộ.